Nay chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 23 năm con mèo. Mèo kêu bá tánh lao sao khắp trong trần hạ, nhiều bờ gian thủy kia cũng bị sao sạc. Cánh kia cả cái bao đàn, nhưng mà trong sống cơ thì có nói là năm nay con mèo á là tức thầy xuất hiện, vui xuất hiện, minh dương xuất hiện. Với cái mai là ta với thầy là ai nữa, này mặt này năm nay là gây cánh lắm á, hơi gây cánh chút. Mà lớn lớn thì hụt khỏi gống tiếng, mới uống thuốc ho vô tại ho quá trời ho cả đêm, bây giờ cũng còn ho. Ở Việt Nam tội nghiệp mấy bác cỡ tuổi mẹ không, cả đời từ đời cha mẹ nội tối ngày cứ gì á, minh dương không đứng không ngồi á, mà mong coi cái mặt ông minh dương này như thế nào, mà họ đâu có đủ mức đâu, qua một cái bít thì ông nổi đi về, rồi ông số thì giờ càng ngắt càng ngư, mà minh dương mới về nước cũng không biết sao mà bò ra khỏi nhà gặp nữa. Nên người nào mà lớn tuổi mà còn gặp mặt được thằng Minh Dương đó là người đó không phước rồi. Thế giờ sao ở Việt Nam cả biết nhiều người, cho nên giờ có gặp chỉ ngó cười thôi cũng vui nữa. Nhưng mà trong sống cơ đức thầy đã nói lúc mà Minh Dương ra đời là bom đạn chiến tranh khắp miền mà ba miền Bắc Trung Nam nữa, năm 65 tháng 7 khoảng đó thì xuống thời gian nó chịu khổ, vì bao nhiêu năm Minh Dương phải chạy giặc chinh chiến, rồi bắt đầu đến sau bắt đầu mới hồi quy, chứ không phải ra cái là Thái Bình liền đó. Trong thống cơ với thầy nói sao là coi kỹ là đi. Nó chỉ là hình của cảnh Thiên Long Sơn. Ồ vậy đẹp á, à, không để vậy đi. À thì có lý. Họ có tổng cộng rất là nhiều ông, nhưng mà bốn ông đó là có sứ mệnh nói chuyện, và những cái ông mà phụ theo mấy ông kia đó là giống như hàng nhỏ thì không có tiếp xúc. Còn bốn ông mà trực tiếp đó, là hai ông ở dưới cái hồ của bên núi Cấm đó, là ông đó là gì ta, Quỳnh Long ha, ông càng đó ông khó tánh. Thì lúc mà cha bổ sung ông nó xuống thì ngày đó là hồi xưa là rồng mà cứu đi người vượt biên á, biển Nam Hải á, rồi đi theo Phật Bà ngâm cứu biết như thuyền nhân, thì sau này có công đức để được cha phong lên rồi bây giờ hộ thiên tử, thì ổng bỏ đảo Nam Du á, ổng đi về núi Cấm ổng ở, thì giờ đang ở điện Thái Anh Thiên á, là ông đó là Quỳnh Long. Rồi một ông Thanh Long là ở núi Cấm lâu rồi, hai ông. Thì mỗi tuần á thì họp, như cái mình có cái ban quá, có ban hộ pháp á, mấy ông rồng với mấy vị trên á họp mỗi tuần ở ổng á. Rồi Thank you.
đây mai mà còn còn nói. Chú Sư Phụ, ngày họp đó, thì các ngài nói gì về vấn đề tương lai chúng con được biết không? Thì mấy nắp trình, mấy nắp trình, cái này là rõ mất. Cao đổ là chính trị quá, chính em đi, lớn tuổi còn nóng đánh ra đây miếng này rồi. Muốn hỏi nhiều nữa. Nghĩa là bây giờ, nghĩ là muốn làm, cơ vận á từ từ đi cũng trúng ha, nhưng mà vấn đề á là mình cứ thầy la kỳ hoài à, nó con không có được nóng tánh, nó phải có lớp có làng, giống như bản nhạc vậy á, nó phải nguyên bản. Tự nhiên cái mình đặt các cái khúc giữa lên giọng cổ thì sao đâu được, phải để cho nghe rồi ha, rồi mấy cái nước mà gọi là đồng nghiệp, thế giới nó hay đi đồng bộ đồng nghiệp. Đồng nghiệp có nghĩa là những cái nước nào mà làm mát á là phải xả nhiệt. Xả nhiệt thì hiện giờ là thằng Sierra nó đang xả. Sierra là gì ông trong lịch sử quý vị coi á, nó là Osuma. Nó là La Mã đó. Hồi xưa đi bành trướng hết Âu Châu, nó giết biết nhiêu người. Nó ác lắm. Thằng Donald gì đó, nước đó đó. Rồi cộng lại gần đây cái nó nằm trong khối NATO, cái nó không có cho Phần Lan với Thụy Điển gia nhập NATO, làm trễ cơ vận, làm cho ở trên rất là buồn, không cho nó động đất một trận vậy đó. Rồi lại nước nó không có tù. Cái đạo hồi nó chỉ là ngoan đạo, nó sống thế gian thôi, nó không có biết xuất thế gian như kiểu bên Phật. Thằng Trung Cộng nó là đại ma đầu của Atula, nhưng mà dù sao ở trong quốc gia Trung Cộng là ngày xưa thời thằng Nông mà thì còn ở bển nó cũng truyền lại một mớ Phật pháp, cho nên họ có số người tu biết nhân quả. Thì một số đảng viên cộng sản Trung Cộng nó ác, nhưng mà dầu sao cũng có một số người xin xỏ cha, chỉ cần một người xin mà cha nghe là cha thay chuyển, cho nên nước nó không, tuy là nó sẽ tan chia năm sẽ bảy, nhưng mà nó không có tan tóc. Bữa giờ nó hạn hán nghe, lũ lụt nghe, đói nghe, Covid nghe, mấy chục triệu người thì xả nghiệp kiểu từ từ. Đây cũng có người tu người xin, nhưng mà cái phước đại phước trên thế giới hiện nay là nước Việt có đấm Phật ở trong đó, dùng chữ đấm luôn á, đấm thánh nha, thánh với Bồ Tát. Phật thì chỉ có Đức Thầy, Đức Phật Hoàng, rồi Thích Ca ngài ở trên kia, rồi Phật Di Lạc một, Phật Di Lạc hai, tại vì chữ Di Lạc là ở một cái thời thịnh thế vàng kim, chứ người đời cứ nghĩ là ông Phật Di Lạc. Nếu nó ông Phật Di Lạc bụng bự thì ở bên Tây Tạng họ thờ cái Phật Di Lạc, một người thanh niên mà. Cho nên cái chữ Di Lạc sau này mình cũng là con bệnh úp á, để chờ Đức Thầy xuất hiện là ngài giải thích nó rõ hơn. Chứ còn người nào lập đạo thì người đó cũng là ở trong cái làm cho một cái đời Di Lạc thuận thế. Đức Thầy xuất hiện là xong nhiệm vụ trăm năm của ngài, ngài nhập diệt với Đức A Di Đà. Người tiếp tục ở lại thì cứ làm cho nhân loại về trời. Thì mỗi một cái thời giai đoạn vậy á, là trên tính từng người từng người. Mà cái thời nay á, lập hội long qua phong thần thì Đức Thầy sẽ lập sắp sửa chắc từng tới gặp vụ cái họ nói gì nữa. Cái bữa hôm mà ông ngài nói là năm nay
90%. Còn đó tuổi cao độ rồi yên tâm. Giờ ngày mai có nhảy đi có đi nữa. Tứ thầy ông muốn kêu theo ông sách võ cũng là tốt rồi. Để đâu cần làm cố vấn cho Minh Dương gì đâu mà cố nữa. Tuổi cỡ này suy nghĩ không chín chắn, nghe lời cao độ làm bậy cái là hại 100 triệu dân nữa. Thôi để mình Minh Dương làm hay hơn. Không giống như lái xe vậy, người lái giỏi cái người cái bên cái người ta lái này lủi á. Hay nghe cái màn hình này cũng hay á. Ở đây thì mình thích nghe chuyện thần thoại phải không? Còn ở ngoài dưới lầu với ngoài kia họ thích nghe chuyện thực tế. Ước chi hết nhóm Phật tử ở vùng này mấy nghìn người á, đừng có bị mấy ông thầy quốc danh giống như ông Kim Sơn, thầy Pháp Trơn, rồi cái cô Việt Không rồi nè, mấy người đó là cộng sản không. Họ tiêm nhiễm vô mấy cái đó thầy Quảng Bảo. Họ không bao giờ tin Phật Di Lặc xuất hiện. Họ không bao giờ tin tận thế. Và đồng thời họ càng không bao giờ tin Thượng Đế nữa. Một cái kiệt này quen chơi với họ từ hồi lập chùa tới giờ, làm cho họ tin kiệt là người như thế này kia rất là khó. Cho nên mấy ngàn Phật tử đây xin lỗi nha, cho qua một lớp bọt cháo đi, à qua bên đây để mình nắm cháo bọt nó nổi lên qua mùa này. Cho nói vậy á, con cứ yên tâm. Chúng sanh đời nào đời nay ai mà hiểu được con là người có đại phước, còn không hiểu thì đi thêm 3-4 dòng nữa cũng không sao. Mà dòng sau biết có phải người Việt Nam không nghe, hay là đầu thai là Africa cũng như chừng lỡ làm chó sủa sủa lần nào đọc kinh được ta. Cũng khó đó, định tưởng mình Phật tử là mình được về trời, Phật tử mà ngông cuồng ngã mạn á. Hồi xưa có vị A-la-hán về trời á mà ổng còn ngã mạn đó, ổng bị đọa địa ngục liền lập tức á. Huống hồ Phật tử thời nay cứ tu theo nhóm, tu theo phè, tu theo bè không à, chứ không có thật sự cái tâm mà tu đa số. Mở ra cái thiên đạo nó ở giữa, giữa Công giáo, giữa Hồi giáo, giữa luôn cả Công giáo, Tam giáo đồng nguyên, Hồi giáo, Công giáo, Phật giáo, khúc giữa. Khúc giữa nghĩa là bên Hồi giáo là nó chiếm 3/4 địa cầu, mấy anh Trần Khang phải không? Đạo Hồi á, Muslim, Mohammed, đọc kinh Quran, đọc cho đã, nhưng mà nó không có kinh nào mà dạy cái thần hồn chuyển thế từ xác này qua xác kia hết, là một điều thất bại đúng không? Bên Công giáo cũng vậy, có Đức Giáo Hoàng đệ nhị đệ tam nhận biết, nhưng mà không tin có ma, không tin có linh hồn, cũng chẳng tin có chuyển thế. Tại vì đạo Hồi với đạo Do Thái giáo và đạo Công giáo là cùng một gốc hết nha. Họ không có tin linh hồn chuyển thế. Cho nên cha nó hơi hồi xưa nó vậy là được rồi, hôm nay nó khôn hơn, giờ cho nó lên lớp, từ lớp mẫu giáo thì trở lên lớp đại học đi phải không, biết linh hồn chuyển thế mà thiền đủ phải không, rồi biết có sự đâu phải chú cái số lúc nào cũng đầu thai người Do Thái đâu ta, lâu cũng phải mũi đẹp đổ không đen rồi ha. Thế đâu phải đó là rộng nhầm gì đâu, cái hồn đó mà họ cứ đang canh cho bên Do Thái chú có xuất hiện không, tưởng hồng không có đâu. Do Thái bữa giờ nó cũng dữ lắm, đánh ba đất tiên có ngày. Thời gian qua rồi thì anh có cái màn khác.
Nhưng mà khi người ta ở bên đó không có những cái kinh điển nói về tái sanh đó, ta không có tin. Nhưng mà ngược lại mấy thầy Tạng với ngài Đạt La Ma ông nói ông tái sanh 14 lần cả thế giới tin ổng. Bây giờ mình nói mình tái sanh 1800 lần lên sao? Phải tự theo cái xã hội á, cái đông người, nên mẹ mới dạy á, mình phải có bi trí dũng rồi tự đốt đốt đi. Nếu mà nắm vững cái đó đó thì sẽ hiểu, nghĩa là dầu cho chồng mình vợ mình kế bên mà một cái mình không có cái ý chí vững bền cái tâm á, cái lòng tin á, mà mình đi theo số đông, đi theo những người thân bạn bè, mình đi xuống địa ngục chung, mình làm sai. Tạo thiên tâm gieo duyên cho toàn thế giới một cách rất là bình thường, tự nhiên, không có ban bệ, cũng chẳng có marketing, cũng chẳng có người nào giúp á, mấy đệ tử le the quay điện thoại gì thôi. Chứ một cái chương trình ra là mấy chục triệu người coi á, là người ta tưởng đâu là mình phải dữ dằn lắm, không có đó, mấy điện thoại nó quay kiểu gì hơi bỏ lên ta. Vậy mà lưu truyền mấy nghìn năm, tại vì mình dàn thiệt, mình không có cần phải marketing, cũng không có cần quảng cáo, đó là để cho người đó muốn thu hút Phật tử gây quỷ rồi. Cái này nó nhạy cảm, nhưng mà tôi thấy nó nêu lên hai lần rồi. Lần trước là chương trình cái này thì nó còn bà đệ tử không phải mình chính lần nè cũng xuất hiện nữa. Cái còn không nghe rõ gì chẳng. Cái đó không nên nói. Cái gì? Tức là tin tức của Việt Nam nó nêu lên hai lần chủ đề Phạm Minh Chính. Chứ là làm thủ tướng, còn thể chế mới sao nó dám nêu lên những cái đó, tôi cũng hơi chưa có hiểu nhiều lắm vấn đề đó. Mà vấn đề này cũng quá nhạy bén cho nên tôi để lại không dám hỏi. Này nếu ra thì tôi cũng không cho biết được gì, cho không cho tôi chứ tôi không biết được. Cái cách nên nói mẫu vậy đó. Nói cho thầy để gần đó, nói cái nó tới nó lừa hoài, coi nhiêu nó nhắc hoài, nó cục hứng hết trơn. Nói là phải nghe âm thanh của mình thì nó mới người ta mới nghe được, nó cứ ríu. Tức là cái vấn đề của Phạm Minh Chính làm thủ tướng trong thể chế mới đã nêu lên hai lần trước công chúng, và cái danh từ Việt Nam Cộng Hòa tức là chọn ổng. Như vậy thì vấn đề này chúng tôi rất là lấy làm lạ và ngạc nhiên. Nếu được như vậy thì quá tốt, mà nó sẽ có một cái hiện tượng mới với một cái tinh thần mới và cái sự mà xã hội mới. Cái gì có tôi cũng rất mong, cái đó gọi là đa nguyên đó, mà có hay không thì chúng tôi cũng chưa quyết định. Là YouTube muốn ai muốn tạo trên không đồng, muốn lên nó muốn nói gì nói cái cao đồ tin gì. Cái này tôi chỉ xin hỏi. Khi nào mà mình làm việc lớn, khi nào mình nghe miệng Phạm Minh Chính, tôi muốn làm Gorbachev, thì đi khi nào nghe cái lời của ổng, cái giọng của ổng, còn này mình nghe tiếp nó qua nó lại thì không có chính xác, cho nên mình không có bình luận mấy cái đó ở đây. Khi nào mình có sự thật được không? Thì chuyện đợi trắng đen trắng. Giống như hồi xưa Khổng Tử đi lúc mà thầy đói, cả ngày là thánh có thần thông mà thấy người đệ tử mình đang nấu cơm cái ăn vô miệng cái hiểu lầm, tưởng là ăn dụng, thật sự thằng đó đệ tử là tốt, đi ăn cái con nhện lọt vô thôi, còn hiểu lầm nữa, hút chi người phàm của mình. Việc này bị chửi quá trời, sau này mấy vị nói con bị ta chửi nhiều thì tại sao con cũng không có được giận bất cứ ai á, sau này chửi con. Cho nên mấy vị dạy mình mới ngộ ra thì ra mình bị hiểu lầm, thì người khác cũng sẽ bị hiểu lầm.
giống như kênh mật sư cư sĩ với mẹ hiền gì đó, rồi một đống người cứ chỉ chửi đó ngày mấy cái đó chiêu trò của cộng sản, nó dựng lên một đống để nó làm náo loạn cái nhiễu, giống như nhiễu sóng vậy đó, phải không? Giống như wifi làm cho nhiễu sóng. Bởi vì con bữa ông trời khôn lắm, bị chí dụng phải coi cho kỹ đừng có bị nhiễu sóng nữa con. Ngộ vậy đó, thời đại này làm đủ trò để nhiễu sóng. Ngày trước tôi trình với ngài, tôi nói tôi không về tin mà lần này xuất hiện nữa, thành ra tôi nghi ngờ, xin hỏi vậy thôi. Thiên nhiên mình không biết, mình chính là Guru Chop, Nguyễn Hóa Trọng Guru Chop, Hào Nguyễn Trung Phúc Guru Chop, Nguyễn Tấn Dũng Guru Chop, hay là ai làm Guru Chop mình không biết, mình chỉ biết một điều, đó là 1,000,000% là thiệt. Chế độ cộng sản Việt Nam phải thay đổi. Ai cá mình dám cá. Còn bây giờ bởi nó chỉ như thằng vậy, ô kinh tế Việt Nam đang phát triển lên á, đầu tư hải ngoại là lên, là kêu gọi đầu tư rồi thôi, đi đi tốn tiền vé bay, tốn giờ, tốn hơi, tốn sức, chẳng được gì. Trời, thấy mấy đại ca bển bận rộn lo làm tiền sân chích sân sao với ghệ rồi không, đâu có nghiên cứu ông trời đâu, đâu cần biết ông trời là gì, cứ nghĩ lấy cái tay chen cái là cha không thấy quá không. Mấy ông gì đó, ngày qua kể nghĩ là lấy cái tay chen cái là cha ở trên không thấy. Rồi lâu lâu gặp mấy ông thần, mấy ông thánh cái lấy cái ông vét chen cái dễ the che mắt thánh, mấy ông cứ vậy không, cho nên ông nào nói vậy đạch đạch hoài. Cái là chết mới hay là cái còn lúc còn sống mà chuyện này nó khô cổ cũng ở bữa nay khô thiệt á, cũng chẳng ông nào nghe nữa. Nếu mà nghe bây giờ kinh tế Việt Nam lên nào ào rồi, 3 năm trước thì chưa thịnh thiên lý, không đấu thịnh thiên. Tới quan điểm của cá nhân tôi thấy cộng sản không thể đổi, chỉ diệt thôi, chứ không thể đổ được. Nếu mà ông mà làm quân sư cho Minh Vương chắc là cả nước chết á. Minh Vương từ bi không có diệt ai, chưa gì cũng chỉ diệt ai quá trời luôn á, ghê gớm. Không có vụ đó. Mình nói cảm ơn là những đại ca đó ác, đóng vai ác, nhưng mà xả nghiệp cho nước Việt. Bộ nước mình một quốc gia nó cũng có nghiệp vậy. Thì những cái thời đại mới mà cứ giết qua giết lại, biết chừng nào nước có phát triển. Không có diệt ai hết. Cơ trời, cha dạy, sư Phật dạy, mẹ dạy, đó là một cái nghiệp, không có hận thù, lấy ân báo oán. Ví dụ ông nào mà ác, cực kỳ ác, thì sau này là phải cho ông ở khách sạn 6 sao để sân góp, cho 10 người mẫu ngày nào vô cũng biểu diễn cho ông coi, ông đó ông hết tuổi già thôi. Rồi dọn lên mỗi ngày 10 món đồ ăn cao sang mỹ vị vậy đó, cho ông ăn cho cholesterol cho mau đi. Chứ là không có chuyện mà bắt ở tàu quán chứ, cũng chẳng hận thù nữa. Đừng có suy nghĩ kỳ như vậy, không có. Đức Thầy cũng không có cho việc nữa. Ví dụ như trong xã hội mà có một cái xã, một quận có vài người mà đứng lên, ví dụ như trong tương lai có một xã và một quận có vài người đứng lên nó phản đối và rồi nó ra mặt trước quần chúng gây bức xúc và bực mình cho quần chúng, thì mình phải có cái luật nào chứ? Má sao không hiểu, mai mốt là mai mốt nào, Việt Nam này hay Việt Nam mới?
năm mới. Chuyện nào nói chuyện có đầu có đuôi, chuyện năm mới, nhưng mà ai là lãnh đạo? Linh Dương. Mình mắc cười. Đúng không Linh Dương á? Thì để cho Linh Dương làm việc. Còn Linh Dương bây giờ ở đâu không phải làm cái góc chân nè, mà mắt cá nào chưa xuất hiện. Mình cứ lo nói chuyện gì đó không hẳn nè. Chuyện thực tế đi. Đi biết là Linh Dương nó thành công. Không có chuyện thằng nào nó láo được hết. Nhìn ra là biết rồi. À, biết người nào có hào quang sáng là người đó phải tan. Hào quang đen thì đi bên. Đơn giản vậy đó. Ừ. Còn sau này á, đầu tiên á, là cái hệ thống Phật giáo. Ông nào đen thui thì thôi. Ăn dâm chiếc xe hoa vậy nè, cứ vợ. Còn ông là hào quang sáng thì ở lại làm chủ trì, đọc kinh đồ vô á. Thế người ta nhìn bằng thần thông chứ đâu nhìn như mắt đời như kiểu này, đâu có tính theo cái rượu ngon, giọng ngọt, đẹp trai rồi nữa đâu. Đừng nói là thời nay sao chuyện biết nhiều, người xấu sao nói có. Nhưng mà mình nói mình hiểu. Còn ngoài kia người ta hiểu chưa tới, người ta thành ra bị. Bây giờ mấy Phật tử mà mê mấy ông đó, mấy bà đó là đứng lên chống đối mình thì mình độn mới được. Chỉ vậy thôi chứ mình không có khe mấy ông đó. Chỉ khe mấy Phật tử vô mình á. Ôi ha, phước lộc thọ. Ờ, Hà Quang cũng dữ quá. Ông họ thiền đứa nào có hào quang nên đi đâu cũng hào quang nhiều. Nhìn thấy mình ngon không nói chuyện đó. Cũng đỡ. Dạ. Mấy hình này sau này lưu truyền nhiều ngàn năm á. Là coi ơ bà đầu bạc bà ai. Ơ bà giờ đâu ở bà tiên. Cái là lâu hồi xưa tôi hay ở ngồi gần bà. Cái mỗi lần dưới này mấy đứa trẻ còn sống không. Rồi bà tiên này về phải không. Xuống. Xuống cứu muội tỷ ơi, tỷ đang đâu? Ai về chỉnh trước thì là tiên trước rồi quay trở lại luôn. Thì lúc đó đi lên đi về. Nhưng má anh Trinh nó lên về thường á. Má rảnh lắm. Đi về hoài quá lâu lâu ấy xẹt về. Nhỏ nhắn nhủ rồi này nọ. Cái bữa mấy chị nó ở đâu? Thiên Vệ đâu? Ở tầng trời số 6, số 7 gì đó là cũng cao nghe. Cứ bay lên bay về sao biết đường đi xuống Thiên Long Sơn. Nó trên đỉnh núi Thiên Long Sơn có cái dấu thiên tâm, nó bay xuống nhảy giống như là thợ lặn vậy đó, cứ nhắm thì xuống là ngay đó là tới núi Thiên Long Sơn gặp. Tại khi mình chết đó, mình nói chuyện được với người thế gian này chuyện dễ lắm. Nói chuyện được với ba nghiệp đó. Ổng là người thường là không có biết tu, mà đưa về cõi tứ thiên dương này nè. Lâu cái chuyện nhà kia ông chú xử cho nóng ngồi đó. Hai ba đứa đó, đứa nào cả lộn ngồi. Rồi ông ngồi ông đứng ông nói chuyện. Ông đi nhưng mà thường nói chuyện 5-10 phút à. Mấy vị dẫn xuống á, không có cho ở lâu.